Làm sao để mà hiểu văn hóa của du khách Ấn Độ để mà phục vụ được 4.500 du khách Ấn Độ đang thăm Việt Nam trong những ngày vừa qua. Thì đây chính là phong cách ẩm thực của Ấn Độ. Anh em Ấn Độ ăn trưa nhá. Dù sao thì thị trường Ấn Độ cũng là một trong những cái thị trường cực kỳ tiềm năng và con người Ấn Độ rất là đông. Và đây là cách sinh hoạt của họ. Và thực tế thì nếu như bạn đi trên đường phố Ấn Độ thì nó còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Và đó là văn hóa của họ. Và chúng ta đã chấp nhận giao thoa văn hóa thì chúng ta phải học cách để phục vụ họ. Mình không phù hợp thì mình vẫn phải phù hợp, bởi vì xét cho cùng khách hàng là thượng đế. Và khách hàng đã là thượng đế rồi thì mình phải tìm cách để phục vụ họ thì mới lấy được tiền từ họ. Nhìn vậy thôi nhưng đó là thị trường tiềm năng nhất của Việt Nam. Thứ nhất là người Ấn Độ có thu nhập thấp và sản phẩm dịch vụ của Ấn Độ không cần với chất lượng cao, và chúng ta hãy chuẩn bị để mà phục vụ. Trong tương lai khách Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc, và chúng ta dùng bát dùng đũa người ta không biết ăn, và chúng ta phải phục vụ họ như vậy đấy. Tôi đã sang Ấn Độ và Nepal, và kể cả là nhiều nước Đông Nam Á của chúng ta, nói ví dụ như kể cả Malaysia thì cũng đầy người ta ăn bốc như vậy. Bạn có đánh giá gì về cái cách sinh hoạt và chúng ta phải thích ứng với họ không?